cồng kềnh như những phương tiện quá khổ, luồn lách trên mọi tuyến phố, giá thành vận chuyển rẻ và có thể thách thức mọi giới hạn để chở hàng. Những chiếc xe ba bánh này đã trở thành dịch vụ quen thuộc của không ít người dân khi có nhu cầu vận chuyển. Thế nhưng loại phương tiện này luôn tiềm ẩn không ít nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Đi toàn gây gỗ rồi gây tai nạn cho người dân thêm, dẹp một cách triệt để. Không thể để lưu thông như này được, vừa gây tắc đường vừa gây mất an toàn giao thông. Đã rất nhiều lần Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội có các biện pháp xử lý. Thế nhưng thực tế các lái xe này vẫn không đồng ý và cố bám trụ với phương tiện của mình. Đơn giản vì nhu cầu của người dân vẫn có. Thậm chí khi bị xử lý, thay vì chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng, lái xe lại có những hành vi không hợp tác. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các ngành cho thấy, Hà Nội có khoảng 4.000 xe ba bánh tự chế hoạt động, nhưng lại chỉ có 2.000 thương bệnh binh và không phải tất cả trong số này đều sở hữu và sử dụng xe ba bánh. Đặc biệt trong số hàng nghìn phương tiện đang hoạt động thì lại chỉ có khoảng 30 phương tiện được cấp phép. Điều này cho thấy hầu hết người điều khiển phương tiện này đều là giả. Qua quá trình xử lý trực tiếp thì là đã có một cái số những cái vấn đề khó khăn cho lực lượng chức năng. Ví dụ như là điển hình là người vi phạm đã không hợp tác với tổ công tác, gây khó dễ và kéo dài thời gian xử lý vi phạm. Tuy nhiên thì là lực lượng chức năng cũng đã có những cái biện pháp đẩy mạnh cái công tác và xử lý những cái xe ba bánh tự gióng tự chế rồi chở hàng hóa cồng kềnh. Vi phạm chủ yếu của xe ba bánh là chở hàng cồng kềnh, nhất là với nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng trong các ngõ nhỏ, nên loại hình phương tiện này càng được ưa chuộng. Từ đó một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người khuyết tật để bảo kê cho các trường hợp sử dụng xe ba bánh tự đóng để vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố. Nếu kiểm tra chặt chẽ, kể cả là nguồn gốc của nó như thế nào thì có thể phân biệt được là thương binh thật, thương binh giả. Phải có những cái cơ chế, phải có những cái tiêu chuẩn. Ví dụ trường hợp nào cho hoạt động, trường hợp nào không cho hoạt động, trên cơ sở tiêu chuẩn đó để mà loại ra những cái anh không đúng hợp lý và có thể là cho một cái tỷ lệ rất thấp những cái phương tiện của thương binh thật hoạt động thôi. Trong thời gian tới chúng ta nên có những cái định hướng điều chỉnh công việc cho các cái người mà người ta đang làm các cái nghề mà chuyên chở bằng cái xe ba bánh ấy, thì có thể là chuyển sang nghề khác để có thể tạo điều kiện cho vấn đề điều chỉnh cái hoạt động của các xe ba bánh. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm để tạo hiệu ứng răn đe, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng để tuyên truyền, giúp đỡ cho các chủ phương tiện có thể chuyển đổi công việc phù hợp, nâng cao đời sống. Về lâu dài, việc tiến tới xử lý dứt điểm và cấm hoàn toàn loại phương tiện này ở đô thị lớn là phù hợp với thực tiễn, cũng là thực hiện văn minh đô thị.